Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa có công văn thông báo trẻ mầm non, học sinh, học viên đi học lại từ ngày mai, ngày 19 tháng 10 năm 2023. Dự báo thời tiết còn diễn biến thất thường, sở đề nghị các trường khuyến cáo phụ huynh và học sinh cẩn trọng khi đi lại trên đường phối hợp với chính quyền, đoàn thể của địa phương, của nhà trường khẩn trương tập trung lực lượng tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp, ra soát kiểm tra phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy học, tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai theo các văn bản, bản hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo và chính quyền địa phương, chủ động điều chỉnh bổ sung kế hoạch giáo dục, kế hoạch tổ chức dạy học với các hình thức phù hợp nhằm đảm bảo thực hiện chương trình năm học 2023-2024 theo quy định, thích ứng với tình hình thời tiết bất lợi diễn biến thất thường trong mùa mưa bão.